Vâng, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dương Quát nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ Dương Quát chúng tôi làm một video để so sánh hai mẫu đồng hồ SK2022 và SK2019. Vâng, phiên bản 2019 và phiên bản 2022 đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Dương Quát của chúng tôi. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào soi chi tiết từng phiên bản một anh em nhé. Rồi, phiên bản 2019 thì anh em cũng biết rồi, đây là một phiên bản đồng hồ SK được ra đời năm 2019. Đấy, giá bán của em nó đây, mã của em nó là đây, GAA0B2019B, đấy, giá là 6,8 triệu. Đó, giá là 6,8 triệu. Thì còn đây là em 2022, phiên bản 2022. Đây là một phiên bản limit, có nghĩa là phiên bản có số giới hạn anh em nhé, phiên bản có giới hạn. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ làm một video để so sánh giữa hai cái phiên bản 2022 và 2020 này có gì nó khác nhau. Đấy, để cho anh em có thể là xem và có thể là cân đối để xem là mình nên mua mẫu 2022 hay là 2019. Đấy. Rồi, thì mẫu 2022 này thì là có mã là đây. GAA0B4R19B. Giá là 8,8 triệu. Vâng, nó là phiên bản limit cho nên có giá cao hơn, có giá cao hơn so với cái phiên bản 2019 ở đây. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ soi chi tiết hai em này anh em nhé. Vâng, về cơ bản thì anh em nhìn nó không có gì là sự khác biệt. Vâng, đây nhìn nó đều giống nhau, đều là có hai đinh này, bên này cũng có hai đinh giống nhau này. Đó, lịch thứ này và lịch ngày, bên này cũng có lịch thứ lịch ngày. Đấy, kim có dạ quang, bên này cũng kim có dạ quang. Đấy, mặt ở trong này thì là mặt đỏ tiết bò. Đây, mặt đỏ tiết bò đây anh em nhé, hoặc mặt hồng yến sen, gọi là hồng yến sen đi cho nó nhẹ nhàng. Thì cái màu hồng yến sen bên này và cái màu hồng yến sen bên này nó cũng giống nhau. Đó. Thế thì có một cái điểm hơi khác biệt một chút so với cái mẫu đồng hồ phiên bản 2019. Đó là cái phiên bản 2019 này, cái viền ở cái phần cọc số 9 giờ này và cái cọc số 3 giờ bên này thì cái viền đen này này, cái viền tràn màu đen này gọi là màu highlight ấy, thì nó tràn vào trong này này nó nhiều hơn so với cái phiên bản 2022. Đấy, cái phiên bản 2022 thì nó tràn vào thì nó rất ít. Đây là anh em nhìn này, cũng có cái hơi đen đen ở cái phía bên trong này này. Đó, nhưng mà nó lại không nhiều bằng cái phiên bản 2019. Đây là anh em nhìn đấy, nó là sự khác biệt. Đó. Thế còn về cái máy, của bộ máy của em nó thì đều là 22 chân kính. Đây, chân 22 chân kính. Đây, bên này cũng đều là 22 chân kính hết, giống nhau. Có một điểm khác biệt giữa hai mẫu đồng hồ này, đó là ở cọc số 12 giờ, bên này nó là vạch số. Vâng, ở bên này thì nó là một ngôi sao. Đấy, ngôi sao. Thì cái ngôi sao này là gọi là gần như là để biểu tượng cho cái dạng là trái tim người Việt Nam anh em nhé. Đấy, biểu tượng cho trái tim của người Việt Nam. Đấy, nằm trên cái nền đỏ này gọi như là dòng máu anh hùng. Đó, cho nên là nó có ý nghĩa là như vậy nữa. Đấy. Thì chúng ta tí nữa sẽ xem mặt sau thì chúng ta sẽ xem nó còn có cái sự khác biệt hơn. Đó. Thì ở trong này nó cũng đều là có cái viền benzen để quay được ở cái núm này. Đấy. Thì chức năng của hai em này thì cũng đều là có cái chức năng là dừng kim dây. Đây là tôi đang rút ra rồi đây. Đấy, đóng và là chạy này. Đấy. Và cũng đều có chế độ lên cót bằng tay. Đây, lên cót bằng tay anh em nhé. Đấy, lên cót bằng tay. Đó. Chế độ này đều lên có lên cót bằng tay. Đây như vậy thôi. Đây. Đều là dừng kim dây. Đấy. Đây, cũng đều lên cót bằng tay luôn. Đấy. Đều giống nhau. Đó. Thế thì có sự khác biệt về mặt số thì nó chỉ có sự khác biệt như vậy thôi. Còn cái viền benzen này, viền benzen này. Đấy, ở trên này đều có 408 đây. Đấy, 408 thì ở đây cũng có 408 giống nhau. Đó. Thế bây giờ hiện tại thì cái phiên bản 2022 nó mới có cái màu vàng này thôi anh em nhé. Còn ví dụ anh em mà bảo mua phiên bản 2019 nó có viền vàng, có vỏ vàng như thế này thì đều là hàng nhái thôi, không có hàng thật đâu. Bởi vì theo như Tân Hải Minh, nhà phân phối đồng hồ Ogen này tại Việt Nam thì chỉ có 3 màu. Đấy, hiện tại chúng tôi đang có 3 màu. Màu đỏ cánh sen này, màu xanh navy và màu vàng. Đó, nó có 3 màu như thế. Đấy, còn phiên bản 2022 này thì là có 2 màu thôi, chỉ có màu bạc và màu vàng. Đó, chỉ có duy nhất màu bạc và màu vàng và mặt đều là mặt màu đỏ cánh sen. Đó, đây anh em có thể soi này, rất là chi tiết, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ tháo ra cho anh em xem. Đó, nhìn đây. Viền đây. Xem chi tiết này. Đấy, vân tay nhiều quá.
Đây anh em có sản xem chi tiết sản phẩm này, long lanh luôn đó. Rồi bây giờ ta sẽ soi đến mặt sau của em nó nhé. Khóa thì khóa gập 3 đó. Cái phiên bản 2022 và 2019 thì cái phần khóa này nó được cắt ngắn lại anh em nhé. So với phiên bản 2015 thì cái khóa nó phải dài đến đây này, cái bản khóa này dài đến đây. Đấy, nhưng mà cái phiên bản 2019 và phiên bản 2022 này khóa được cắt ngắn hơn để cho ôm tay hơn, để anh em đeo nó ôm tay hơn. Về phần dây thì nó cũng đều được thiết kế thì dựa theo cái nguyên tắc của từ những năm 70, cho nên là cái phần dây này nó đều giống như cái dây của năm 70 là chính thôi. Nó có sự khác biệt hơn đó là cái phần dây nó được thon gọn hơn. Đấy, nó thon hơn. Tức là cái phần bản khóa này nó cũng hẹp hơn để cho anh em đeo nó không bị quá cộng tay so với những phiên bản 1970 năm 1970 anh em nhé. Cái này là tôi thấy nó là một cái hay hơn. Đấy, nhưng mà cũng có nhiều anh chị bảo là không thích lắm cái kiểu dây như thế này. Vâng, nhưng mà theo tôi đánh giá thì tôi thấy là cái gì nó tiên tiến thì nó vẫn hay hơn anh em nhé. Đó, rồi ta sẽ soi về mặt sau của em nói xem nào. Đây, cái thứ nhất để anh em mình nói với nhau đó là về cái mặt sau của nó thì bao giờ cũng có tem chính hãng của Tân Hải Minh đây. Đây, tem chính hãng của Tân Hải Minh, nhà phân phối đầu nguồn OEM tại Việt Nam có dán ở mặt sau đây này. Đó, đây, đó, tôi soi nó nhìn nó đây, chữ Tân Hải Minh đây, đó, cái hàng chính hãng luôn nhé. Đây, cái mẫu thương hiệu, vâng, cái mẫu 2022 này là được Việt Nam đặt, đấy, đặt bên Nhật người ta sản xuất cho, đấy, Việt Nam Petcan Edition gì đây này, đó, có nghĩa là phiên bản giới hạn, đó, phiên bản giới hạn. Đấy, rồi là có mã số các thứ của cái thương hiệu đây. Đấy, chất liệu vỏ thép để các kiểu ở đằng mặt sau này. Đó. Rồi trên dây là đều có cái mã số của dây ở trên này này. Đều có mã số anh em ạ. Đó. Đây là mặt sau của em nói nhé. Đấy, đây là phiên bản Việt Nam đặt, đây là cho nên có chữ Việt Nam. Đó. Thế còn ở cái phiên bản 2019 thì có gì không? Rồi, ta sẽ soi thử xem. Đây về phần khóa thì cũng hiệp nhau anh em nhé, phần khóa hai mẫu này thì nó như nhau, đây không khác gì nhau lắm, à như hệt luôn, 100% giống nhau. Đấy, đều được khắc CMC, à đều được khắc laser sắc nét luôn, à đấy, đều là đánh xước đấy nhá, dây vỏ này đều được in là inox đánh xước luôn, dây thép đánh xước luôn. Rồi mặt sau của em nó thì có gì? Đây, mặt sau của em đó thì cũng đều có tem của Tân Hải Minh này và công ty Epson, nhà phân phối đầu gối gen này tại Nhật. Đó. Và có mã số này, rồi các thứ này. Đó, thông số kỹ thuật của thương hiệu. Ok. Đó. Đấy, phần đáy này rất là ok luôn, chất luôn. Đó, phần khóa đây. Có cờ 3. Ok, thì cái sự khác biệt của hai mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là nó không có sự khác biệt rất nhiều. Về thứ nhất là mặt kính khoáng này, mặt kính đều giống nhau, mặt kính khoáng. Chất liệu thép 316L. Độ dày và độ dày của em nó là size của em này là size 44 hay sao này. Xem nào. À 42 nhá. Đấy, đều là size 42. Đấy, độ dày của đường kính của em nó là 2 42 hết. Hôm nào tôi cũng làm video tưởng đo rồi. Đây 12.8, độ dày của em nó là 12.8. Đều giống nhau. Rồi tôi đeo lên tay cho anh em xem. Mẫu đồng hồ SK này thì phải cổ tay khoảng 17-18 trở lên đeo nó mới đẹp được. Đây như cổ tay của tôi là 19-20 đấy. Đấy đeo đồng hồ mẫu SK này tôi nghĩ là quá đẹp rồi. Không phải nghĩ nữa. Đây. Đấy cổ tay tôi bây giờ khoảng 18-19 thôi. Bởi vì dạo này gầy đi mấy cân. Cho nên là cũng không còn to như trước nữa. Đây. Đó, đẹp không? Quá đẹp đúng không anh em? Chất lòi mắt luôn. Quá chất luôn. Đấy, mẫu đồng hồ này mà để mua tặng cho các bậc cha chú hoặc là mua ra mình đeo hoặc là mua tặng cho người thân thì tôi nghĩ là không có gì để phải bàn. Quá chất luôn rồi. Để mua hai mẫu đồng hồ này, sở hữu hai mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là nó đều có cái hay của nó. Một em thì là
là sản xuất có giới hạn đấy, cho nên là như em này đang là mẫu được đồng hồ được sản xuất, mẫu sản xuất có giới hạn này đây, phiên bản 2022 đang ở trên tay tôi đây. Dây vàng, những bậc ca chú đeo mẫu màu vàng này tôi nghĩ là rất là ok này, quá đẹp luôn, hoài niệm một thời chiến tranh ngày xưa này. Đồng hồ SK này, mũ cối này, áo bay này, đây là nó em nó đây, không phải nghĩ nữa. Mẫu đồng hồ này thì nó khác phiên bản 1970, nó là cái phiên bản 1970 nó còn một đinh nhỏ ở đây nữa, nhưng mà ở phiên bản 19 và phiên bản 22 này nó đều cắt cái đinh nhỏ này đi rồi, không còn dùng cái đinh nhỏ này nữa. Đó, anh em nhìn xem, mặt rất là đẹp luôn, không phải nghĩ luôn. Đây, quá đẹp, quá chất luôn. Và trên đây thì tôi đã so sánh hai mẫu đồng hồ SK phiên bản 2019 và phiên bản 2022 xong rồi. Thì hiện tại thì mẫu đồng hồ SK 2019 và phiên bản 2022 này chúng tôi có đủ màu, đang có bán tại hệ thống đồng hồ dơ mắt của chúng tôi. Đấy, thì anh em hoặc là các bậc cha chú ai có nhu cầu để mua để sở hữu cho mình đeo hoặc là mua làm quà tặng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu ngay em nói anh chị em nhé. Vâng, mẫu đồng hồ này được bảo hành đây, đây là quyển bảo hành đây. Đây, được phân phối bởi là Tân Hải Minh. Đây, tem chống giả của Bộ Công an đây. Đây là cuốn sổ bảo hành nhé. Anh em mua đồng hồ SK mà có cái tem này thì mới là hàng chính hãng nhá. Còn nếu mà không có tem này thì đều là hàng sách tay hoặc là hàng nhái hàng giả thôi anh em nhé. Đó, thì ở đây có Việt Nam đây. Đây, đấy, địa chỉ bảo hành tại trung tâm đây, tại Garewatt này. Đấy, Garewatt đây. Đó, ở tại Việt Nam. Đó, địa chỉ Việt Nam và các thế giới nhiều lắm đây này, quá nhiều luôn. Địa chỉ bảo hành quốc tế này. Đây, Việt Nam đây. Đó, Garewatt này, 41 thi sách nhé, 41 thi sách Hai Bà Trưng này, Nguyễn Khánh Toàn này, đây này, Điện Biên Phủ này, Thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy, còn các thị trường người Thái Lan thứ thì nhiều lắm. Đó, đây này. Đó, cái này là anh em mua hàng chính hãng thì mới có cái cuốn sổ bảo hành như thế này thôi. Ngoài ra thì nó đi kèm với cái một chiếc hộp chiếc như thế này. Đó, một chiếc hộp hàng chính hãng, quá đẹp luôn. Vâng, anh em có thắc mắc gì hãy comment dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp cho anh em nhé. Vâng, hoặc gọi điện cho tụi chúng tôi theo số hotline trên màn hình hoặc nhắn tin Zalo và Facebook. Anh em xem video nhớ like, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dấu vân chúng tôi, và cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.